Xin chào anh em chú, bác quan tâm đến kênh Đi Qua Tình Hình nha. Hôm nay đầu tuần chúc anh em sức khỏe, công việc thuận lợi nha, gặp nhiều may mắn ha. Ok, thì hôm nay mình giới thiệu tới anh em một loạt cây cưa tay anh em nha. Trước tổng quan thì có rất là nhiều anh em hỏi mình cưa ha. Anh em thông cảm là tới đầu tuần mình mới có thể giới thiệu tới anh em được nha. Bởi vì đợt này hàng nó về mình cũng lo vệ sinh anh em ha. Anh em thông cảm ha. Ok, ở đây thì nó có rất là nhiều loại cưa nha anh em nha. Rất là nhiều loại để cho anh em có thể lựa chọn để nó phù hợp với công việc của mình ha. Rồi, trước khi đi vô clip thì anh em nào mà lần đầu cái kênh em chưa bấm đăng ký thì anh em bấm đăng ký nha, và bấm chuông để có thể cập nhật các video bên mình cách nhanh nhất ha. Anh em nào quan tâm tới dùng của Nhật thì anh em có thể search cái kênh của mình ha, Đi Qua Tuân Hình ha. Anh em thấy chữ Đi Qua Tuân Hình là hàng bãi Nhật, pin và điện ha. Đó thì anh em vào phần video thì anh em có thể xem các tiêu đề nè, ví dụ anh em xem các tiêu đề nha thì anh em sẽ biết lại là còn lại món nào ha, cho anh em tiện lợi trong việc anh em lựa chọn nha. Rồi ok, rồi anh em đừng quên bấm like ủng hộ kênh nữa, rất là cảm ơn anh em nha. Đầu tiên thì ba cái đầu tiên này là ba cái cây cưa cưa lá anh em ha. Có một số anh em thì cưa cưa lá hẹ nha, thì ở đây mình gọi là cái cưa mini ha, là rất là nhỏ gọn cho anh em có thể thao tác trong mấy cái hốc nhỏ nha. Ví dụ như anh em muốn khoan, anh em muốn cắt một cái lỗ hình vuông, anh em có thể khoan cái lỗ hình tròn, rồi từ đó thì anh em cưa ra giống như là cưa lọng nha anh em, giống như cưa lọng ha. Cái lưỡi rất là nhỏ nhưng mà nó cũng khá là cứng ha. Lưỡi thì còn cũng, anh em nhìn thấy cái răng ha, chưa mất răng nào mà còn khá là bén ở đây nha. Tính luôn mình đo cái thước luôn cho anh em nha. Rồi, nó dài tới 36.5, cái phần lưỡi mà phần lưỡi cắt được của nó là 56 nha anh em nha. Đó. Rồi. Cái số 1 này giá 50 ngàn nha. Tới cây số 2 dài hơn ha, dài đúng 40 nha. Cái phần lưỡi mà có răng nó thì nó tới 18 ha. Rồi. Chung răng thì còn rất là mới ha. Rồi, cây số 2 này cũng 50 luôn ha. Cái gì cái răng này nhìn nó đơn giản hơn cái răng kia ha, cái cấu tạo đơn giản ha. Nhưng mà nó cũng rất là bén anh em nha. Cái này nó hơi cong xíu, về anh em gò lại chỗ này nha, chỉ cần lấy búa gò thôi ha. Đợt này về nhiều quá. Cây số 3 thì đó, cái lưỡi nó cấu tạo giống giống cây số 1 anh em nha. Đó. Anh em thấy nó giống như là răng cá mập vậy đó. Nó có cái độ mở cho nên khi anh em kéo rất là nhẹ tay ha. Đó. Cái này thì giá 60 ngàn nha. Tay nắm nó hơi cũ xíu nhưng mà nhìn rất là hay ha. Rồi, mũi còn nhọn luôn nha, thường loại này về thì nó hay gãy mũi ha. Rồi, cây số 3 nha. Cái cây số 4 thì là cái cưa này thì form loại này thì anh em rất là yêu thích nha, giống như 4 số 5 ha. Đó. Nó không, xin lỗi anh em nha. Nó cũng không quá dài nhưng mà nó cũng đủ cái độ dài để cần thiết cho anh em ha. Như đây là cái lưỡi nó tới tầm 21 nha, phần răng á. Anh em tính hết là nó tầm 34 ha. Đó. Cái lưỡi đây thì mình không có đánh sáng nó ha, mình chỉ đánh sạch nó thôi, nhưng mà anh em thấy cái răng này nó còn rất là bén nha anh em nha. Nè. Nó cũng chưa có mất một răng nào hết á. Ok, cây số 4 thì giá 80 nha. Cái cây số 5 thì nó ngắn hơn ha, nó rất là tiện cho anh em mang đi. Cái này là nếu có cái vỏ nữa thì nó rất là đẹp anh em ha. Nè. Cái này thì phần lưỡi nó tầm 15, từ tầm 16 nha. Tính luôn cán thì nó 30 thôi. Nè. Lưỡi thì do nó ngắn cho nên nhìn nó rất là cứng cáp anh em ha. Cái độ dày của nó cũng giống cái kia thôi nhưng mà nó ngắn cho nên anh em sẽ nhìn nó cứng cáp hơn. Đó. Răng nó thì rất là cầu kỳ luôn, răng nó là răng thưa, răng cây này ha. Đó. Răng lớn ha. Rồi, cây số 5 giá 100 ngàn anh em nha. Đó. Cái này còn rất là bén luôn ha. Cây số 6 là một cây cưa xếp anh em nha. Đó, cây cưa xếp ha. Lúc xếp gọn của nó thì nó cái cán nó là tầm 20 nha, còn lúc mà mở hết cỡ thì tầm 35 ha, 35 ok ha. Cái này cũng vậy, răng còn rất là bén nha. Nè. Nó còn giữ xuống rất là tốt anh em ha, anh em mới bấm ra thì mới kéo xuống được. Cái nếu mà cưa xếp một răng thì cái phần giữ này thì có thì tất nhiên nó rất là tốt, nhưng mà không có cũng không sao, với cái hướng cưa mình như vậy thì nó tự nó giữ rồi ha. Còn ngược lại hai mặt thì bắt buộc nó phải giữ được thì nó mới cưa được cái mặt này ha. Ok, cây này thì cây số 5, cây số 6 giá 100 ngàn nha.
Cái cây số 7 thì cũng là cưa xếp luôn, dài hơn hẳn ha. À, nó tới 40, gần 49cm nha. Phần lưỡi của nó thì tới 20 ha, 21 ha. À, như cái này anh em thấy nó không có giữ được à, được được. Rồi anh em bấm này thì anh em mới gấp xuống được ha. Răng thì anh em thấy ha, nó còn rất là bén nha. Anh em nhìn thì nó không có được bóng loáng như những cây kia ha, nhưng mà vấn đề là răng nó còn rất là bén anh em ha. Đó. Đôi khi những cây rất là mới nhưng mà răng nó mẻ thì nó cũng không có chất lượng bằng những cái cây như vậy anh em nha. Cây này khá là dài. Cây này thì cây số 7 giá 120 nha. Cái này bên này nó có khoen đồng ha. Bên này mắt khoen nó hơi nứt tí xíu dưới cán này, mình nghĩ không ảnh hưởng nhiều ha. Khá là chắc chắn. Rồi. Cây số 7 giá 120 anh em nha. Thép này thì rất là tốt anh em ha. Cái cây số 8, số 9, số 10 là ba cây cưa mà nó có cái sườn ở đây ha, thì nó giúp cho cái cán nó cứng vững hơn ha. Cây này thì răng rất là mịn luôn, cây này răng cực kỳ mịn luôn ha, rất là mịn, nhưng mà mình xem thật kỹ thì nó có vẻ răng nó còn rất là nguyên nha. Đoạn này thì nó hơi mòn tí thôi chứ nó không có gãy một cái răng nào hết ha. Cái này mà anh em cưa những cái gỗ thông ha, hoặc là anh em cưa ống nước này kia thì nó cực kỳ ngọt, mà cưa rất là nhàn tay ha, rất là khỏe. Đoạn này nó hơi cong xíu này à, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều á. Tới đây là xong xong rồi. Cái này thì gò nhẹ nhàng thôi là được, mây còn rất là nguyên luôn nha. Đó. Cây này thì giá là 100.000 anh em nha. Cây này khá là dài đó, rất là cứng cáp, bởi vì nó có cái gông này nó làm cho cái cưa rất là cứng ha. 52, 53, phần lưỡi nó là tầm 21 nha. Rồi. Anh em lưu ý cái này là cái răng rất là mịn luôn anh em nha, răng cực kỳ mịn luôn ha. Đó. Này anh em cưa gỗ mềm mềm thì nó sẽ rất hiệu quả và nó cho ra đường cắt rất là mịn nha. Đó. Cây số 8 nha. Tới cây số 9 cũng vậy ha. Anh em thấy cái gông nó chạy, nhưng mà nó không có chạy hết ha, nó chạy từ đoạn này, nó cấp khoảng nó chưa được khoảng 3 phân ha. Đó. Cái này là của cái hãng rất là quen thuộc rồi ha, anh em thấy cái chữ chữ Z ở đây ha. Đó. Thậm chí là anh em thấy cái cưa này nó hiện tại nó xài rất là ít nha, bởi vì anh em thấy trên cái lưỡi nó mình thấy nó còn dấu cháy nữa nha. Nè, dấu này thì theo mình nó là do nó tôi bằng laser ha, cho nên cái mũi nó vẫn còn cái độ cháy rin này. Nếu mà anh em xài qua thì cái dấu cháy này nó sẽ mất nha. Đó. Thì cái này chứng tỏ là xài rất là ít ha, theo kinh nghiệm của mình vậy. Nếu mà có sai sót gì thì anh em comment dưới ha. Ở đây thì nó gãy một răng ở cuối nha anh em nha. Đó. Nói chung mình mô tả rất là kỹ luôn ha. Cái này cây của Z nha, cái sống nó rất là dày cứng ha, anh em cưa thì nó sẽ rất là có lực. Nó răng là răng mịn nhưng mà răng nó thì nó lớn hơn cái cây số 8 kia anh em nha. Cây này của hãng Z, may còn nguyên luôn, giá 150 nha. À, mình đặt kích thước đây. Này lưỡi nó tới gần 24 anh em nha, nâng cán nó luôn tới 53 ha. Rồi số 9 150 nha. Cái số 10 sẵn tiện mà đo kích thước luôn ha, nó cũng 53 à, cái lưỡi của nó cũng 24 ha. Cái này thì là của Gyokuchō ha. Anh em thấy một số cưa xếp nó có cái chữ Razor Saw đó, thì cũng là họ nhà nó luôn ha. Nó có cái logo hình giống như là con thiên nga hay con vịt gì đây ha. Đó. Cái lưỡi nó cũng còn rất là mới luôn nha, nhưng mà do về đây thì nó bị cấn thôi anh em ha, nó bị cấn nhớ ở đây, nó bị cấn một mắt một răng ở đây ha, với lại nó mòn một răng ở đây. Đó. Thì răng nó rất là mịn và rất là nhiều về, mà nếu mà không nằm trong hộp thì cái việc cấn nó là nói chung nó cũng khó có thể tránh khỏi được ha. Anh em thấy chữ Gyokuchō đây nè, rồi trên lưỡi nó vẫn còn cái lưỡi zin của nó luôn nha anh em nha. Đó. Thậm chí tem nó cũng mới mất thôi. Cái này thì anh em có thể tháo lưỡi rất là dễ dàng ở đây ha. Cái lưỡi này thì ngoài bãi mình cũng rất là hay gặp nha. Đó. Còn nếu mà anh em mua lưỡi mới thì mình cũng thực chất của nó cũng không biết là nó ở đâu. Cái này thì mình chỉ cần nắn lại tí là được rồi ha. Rồi. Cái này giá 160 anh em nha. Mây nó còn rất là nguyên luôn ha. Đó. Số 10 nha. Tới số 11 cũng là một cái cưa hãng Z luôn ha. Cái này thì là mình lấy cái lưỡi là ở trong cái lô chưa sử dụng ha, cho nên em thấy cái đoạn cháy là từ đầu đến cuối luôn, chưa có một cái dấu hiệu sử dụng gì hết nha.
tất nhiên là nó phải có bị sét thôi, bởi vì nó nằm đó thì có mưa gió qua thì nó phải bị ảnh hưởng của môi trường thôi anh em ha, bị oxy hóa thôi. Còn cái lưỡi thì nó rất là bén luôn, bén nguyên luôn ha. Cái này thì lưỡi bén nguyên. Cái này nó lưỡi thân là nó tầm 20 phần tới phần răng là 25 nha anh em nha. Tổng hết là nó tới 59 cm nha, rất là dài ha. Đó. Nói chung còn rất là mới luôn, mày nó còn nguyên và nó còn rất là mới ha. Hôm nay mình chưa có vệ sinh luôn, nhưng mà còn khá là mới. 11 giá 160 anh em nha. Rồi. Tới cái 12 là một cây cưa hai lưỡi nha. Đó. Cái này nguyên zin nó như vậy chứ không phải là nó bị mất mây anh em nha. Zin nó như vậy thôi. Ở dưới đây thì tem nó cũng mới tróc thôi ha. Ở đây cũng vậy, tem nó còn khá là nguyên. Ở đây nó có chữ nhưng mà chữ là chỉ là full laser thôi chứ nó không phải là nó khắc số ha. Đó, nhưng mà thép nó rất là tốt nha. Những cây hàng mới bây giờ thì nó thường là như vậy ha. Anh em thấy cái răng của nó ha, răng nó đều tăm tắp, với lại gần như là nó mình thấy chưa có thấy cái dấu hiệu sử dụng nhiều ha. Bởi vì cái răng này á, cái răng mà nó vác nhiều mặt như vậy á, nó thì nếu mà sử dụng qua thì nó sẽ có dấu mòn nha. Còn đây thì mình thấy nó gần như nó không có mòn ha. Đó. Còn răng bên này thì nó rất là khó hư luôn nha, răng bên này nè rất là khó hư ha. Nó cũ mấy nhưng mà về thường khả năng mà bị gãy răng bên này nó cực kỳ ít luôn ha. Răng bên này răng anh em cắt nhanh cắt khô nha, anh em cắt cổ thông cắt bên này thì nó cực kỳ nhanh luôn. Rồi mình đo cái kích thước cho anh em ha. 56 anh em nha, phần lưỡi nó thì tới 24 nha. Cái bản lưỡi của nó nơi rộng nhất là nó tới 10 phân nha, rất là lớn ha. Rồi cái 12 này giá 130 nha. Nếu mà này mà khắc sâu xuống thì nó còn đẹp hơn nữa ha. Ok. Cái cây 14 là của SK11 ha. SK11 thì anh em biết là nó có nhà máy đặt ở Đài Loan hay là Trung Quốc gì đó. Cái cây này thì mình thấy được cái là chất thép nó rất là tốt anh em nha, cho nên khả năng cao thôi nhé, khả năng cao thôi là nó sản xuất của Nhật ha. Cái này mình không có khẳng định được nha. Vì mình thấy cái chất thép nó rất là tốt. Những cái kềm mà nếu mà sẵn cũng là SK11 nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc đó, thì mình thấy nó sẽ có một cái gì đó nó không có bằng được sản xuất của Nhật ha. Nhưng mà cái lưỡi cưa này thì mình thấy chất thép nó khá là tốt ha. Cái lưỡi là lưỡi zin luôn anh em nha, lưỡi zin theo cán luôn ha. Cán cao su còn rất là êm. Rồi cái này là 24 anh em nha, để tính luôn cán tới 40 nha. Cái này thì rất là tiện, anh em có thể thay lưỡi một cách đơn giản ha. Nên đọc ngược như vậy mình có giới thiệu mấy clip trước rồi ha. Em đọc ngược như vậy là lấy lưỡi đó thôi. Cây 13 này giá 120 nha. Bản lưỡi khá lớn, bản lưỡi nó 4.5 phần ha. Rồi. Để cây 13 ha. Cây 13 này thì mình chưa vệ sinh cho nên anh em nhìn thấy nó hơi cũ cũ ha. Nhưng mà cây này nếu mà về những form này á, thì cây này nó rất là chắc chắn anh em nha. Đó. Cái này cầm nó rất là chắc, với lại cái lưỡi nó còn rất là mới luôn ha. Răng anh em thấy ha, mỗi răng nó đều vác tổng cộng là 3 cạnh ha, rất là cầu kỳ luôn. Ở đây nó có chữ Nhật ở đây nè, cho nên mình không có đánh sáng cái lưỡi này lên ha. Cái này anh em cưa thêm một ít nữa thì lưỡi nó sẽ ngày càng sáng lên nha. Nó rất là dày, nó dày hơn từ nãy bây giờ, thì tính ra cái lưỡi này thì nó là sẽ là dày nhất nha. Đó. Chung răng rất là dày, anh em cầm sẽ thấy rất là cứng cáp ha, cao su êm nha. Rồi cái 14 này là giá 150.000 nha. Chúng ta có thước ha. Phần răng cắt được là nó tới 27.5 nha, tính luôn cán nó tới 43 ha. Đó. Cái lưỡi này thì anh em hoàn toàn có thể tháo ra được bằng cách này ha. Rồi ok 14 nha. Cái cây 15 này thì lâu lắm mới về lại ha, mà đặc biệt là nó có thể nói là cây này mình bán khá là ít, nhưng mà cây này thuộc loại là mới nhất trước khi mình bán ha. Cái lưỡi thì mình chưa thấy dấu hiệu sử dụng nhiều nha, anh em thấy cái chữ MM ở đây là hơi khó thấy ha. Silky Master 330 nha, thì mình đo cái phần này có lẽ là 33 cm ha. Đó. 330 thì có lẽ là 33 cm đó, tầm 33 cm nha. Rồi chung cái lưỡi này thì nó gần như là mới ha. Rồi. Thì mình gắn vào cái tay nắm này như vậy thôi nha anh em, rất là đơn giản thôi ha. Nên bẫy này lên ha. Rồi, nó có cái đằng này thì anh em kéo xuống thôi.
cái này nó giống như là một cái đao vậy nha anh em nha. À, tính hết chiều dài của nó thì nó dài 65 cm thì phải. Wow, tới 68, 69 luôn ha, đó, rất là dài nha. Đây nấm thì còn rất là mới luôn ha, anh em thấy đây là nó chữ siêu khi rồi chữ gì đây nữa nha. Nói chung rất là nhiều, tay nấm thì còn tay nấm này là bằng không phải bằng nhựa này, bằng cao su nên cầm rất là êm tay ha. Đó. Chung cái cưa này thì cưa rất là lực rồi, anh em treo lên đề co nó rất là đẹp luôn ha. Rồi cây số 15 này giá 270.000 nha anh em. Cái này cực kỳ đẹp luôn ha. Lúc ship thì mình sẽ tháo ra cho nó đỡ kích thước anh em nha. Rồi, cái phần cây 16 này thì nó hạn chế sử dụng ha. Cây này là form này là form của Nhật ha, nhưng mà sản xuất của Trung Quốc xuất Nhật nha anh em, thì chất lượng nó cũng sẽ rất là tốt ha. Mặc dù nó là sản xuất của Trung Quốc nha, nhưng mà xuất Nhật thì chất lượng nó cũng sẽ rất là ổn anh em ha. Đó. Thì cái loại này mình bán rất là nhiều rồi. Nó nhỏ nhỏ nó cũng rất là tiện ha, được cái nó rất là mới này, còng tí về bị cấn á. Thì đây anh em thấy nó có chỉ công dụng của nó đây anh em ha, cưa như cái gỗ vuông vuông như vậy ha, nó sẽ rất là ok. Nhưng răng của nó thì còn nguyên rồi ha. Rồi cái 16 là giá 100.000 anh em nha. Đó. Cái này nó có tên là Hobby Shaw ha. Tuy nó sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà nó xuất Nhật cho nên chất lượng của nó cũng sẽ rất là cao, anh em yên tâm ha, chứ không phải giống như những cái hàng chợ của Trung Quốc xuất Việt Nam mình ha. Ok nha. 16 giá 100.000 anh em nha. Rồi, anh em nào quan tâm thì anh em cứ vui lòng xem thật kỹ nha, để anh em có thể lựa được đúng cái cây mình cần, nó phù hợp với công việc, với cái nhu cầu của mình nha. Rồi, cảm ơn anh em xem hết clip nha. Xin chào anh em.